Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình có mặt ở Long An, ở có một cái trại chó bully của bạn Hậu ha. Ủa trại chó sao giống trại cá vậy? Hello em. Ok các bạn, đây là bạn Hậu. Trời ơi, tháng không mưa làm sao? Chiên ở bên xử lý nước. Thì nếu mà không mưa em sẽ bơm nước sông rồi em xử lý. Chiên xử lý đủ thứ. Hồi lúc trước em nuôi cá mà. Nuôi cá thì phải mình sẽ xử lý hành nước máy, là từ nước máy mình xử lý hành nước uống luôn để mình nuôi cá. Các bạn nhìn cái cơ ngơi này hoành tráng ha. Rất là nhiều người đã phải nói là phải bỏ nghề. Dạ đúng rồi. Có nhiều người là phá sản. Người nước ngoài muốn mua cá Việt Nam thì người ta chỉ có liên hệ những cái shop lớn hoặc những cái trại lớn để người ta mua. Nhưng bây giờ rất là nhiều YouTuber làm về review trại cá. Những cái thương lái nước ngoài người ta biết những cái trại đó và người ta liên hệ, người ta ép giá. Có nghĩa là nó cũng liên quan tới cái ngành nghề em học trong Bách Khoa. Dạ đúng rồi. Dù là học Bách Khoa sau này không có làm ngành nghề liên quan nữa, nhưng mà những cái kiến thức hỗ trợ cho cái công việc. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay về quê chơi ha. Hôm nay mình có mặt ở Long An, ở có một cái trại chó bully của bạn Hậu ha. Trại tên là Bully Hunter. Ok. Bây giờ mình sẽ vô nhà kiếm Hậu trò chuyện. Ủa đây có mấy cái ao làm gì vậy ta? Ủa trại chó sao giống trại cá vậy? Hello em. Này đó nuôi cá hả? Dạ đúng rồi. Hello em. Rất vui, cảm ơn. Ok, ok các bạn, đây là bạn Hậu. Hai anh em quen biết nhau ở trên quán cà phê Best Coffee Garden của anh Hòa ha. Cũng có chung cái đam mê về dòng chó bully luôn. Thì hôm nay ghé xuống em chơi. Có gì anh sẽ có nhờ em chia sẻ với mọi người, với lại khán giả bộ môn về chó, về này, về nọ. Hai vợ chồng về đây ở lâu chưa? Dạ, một năm rồi anh. Một năm rồi hả? Dạ. Cũng hơi xa trung tâm á. Dạ. Lát giờ chia sẻ cái quyết định này. Ủa sao này này là ao xử lý nước, lúc trước em nuôi cá guppy, cá bé màu anh. À vậy hả? Dạ, tại nước ở đây phèn lắm, mình không có lấy nước ở đây mà mình nuôi trực tiếp được, mình phải xử lý. Bây giờ không làm nữa? Không làm nữa, nhưng mà nước thì vẫn để là dội chuồng chó được. Nước cao này mình sẽ hứng nước mưa để mình dội chuồng chó. Ồ. Tại vì ở đây không có nước máy. Ở đây không có nước máy, khoan giếng lên hả? Giếng khoan không có xài được. Phèn không hả? Phèn không à. Vậy nước sinh hoạt là gì? Nước mưa. Quên gắn này cho em cái. Dạ. Đây nước mưa. Dạ, 100% sẽ nước mưa hết. Trời ơi, tháng không mưa làm sao? Phải chữ. Chữ vô đây. Dạ đúng rồi. Với lại em chuyên ở bên xử lý nước. Thì nếu mà không mưa em sẽ bơm nước sông rồi em xử lý. Đưa về nước như nước máy luôn. Sao em xử lý đủ thứ vậy? Chuyên xử lý đủ thứ. Hồi lúc trước em nuôi cá mà. Nuôi cá thì phải mình sẽ xử lý hành nước máy, là từ nước máy mình xử lý hành nước uống luôn để mình nuôi cá. Ôi, quá dữ luôn. Dạ. Vậy là cái gì em là hồi xưa học gì mà biết xử lý nước? Dạ, em học kỹ sư môi trường của Bách Khoa. Chuyên ngành xử lý nước. Dạ. Rồi bỏ phố về quê luôn. Dạ đúng rồi. Đam mê này hả? Nhưng mà trước khi tới với chó là làm cá hả? Dạ đúng rồi, làm cá. Rồi sao không làm nữa em? Vẫn đi vòng vòng coi cá. Dạ. Đâu có cá đâu. Ý là đi coi mấy cái trại mình ở đó, nếu về đó làm trại cũng lớn lắm à. Lớn rồi, lúc trước trại lớn lắm anh. Dạ. Là chuyên về gì em? Chuyên về cá bảy màu, cá guppy anh. Guppy bảy màu. Dạ. Thì cá bảy màu là cá bảy màu Thái, là lúc trước em nhập giống bên Thái, bên Indo về. Em làm, em nhân giống Việt Nam, sau đó em bán. Dạ. Thì nó rất phong trào rất là mạnh luôn, từ năm 2016 tới gần đây là sau dịch bệnh ảnh hưởng rất là nặng. Do sau dịch bị khủng hoảng kinh tế thì những cái người mà có thu nhập trung bình, bình dân á, người ta chơi môn cá này, người ta bị ảnh hưởng nhiều. Người ta phải thắt chặt cái chi tiêu, làm cho cá bán không được và cá bán rất chậm. Đó thì khi mà cá bán không được thì nó sẽ bị xuống giá. Và dạo này nó rớt giá nặng lắm, cho nên em quyết định là ngưng cá để mà em chuyển qua 100% làm chó. Dạ. Các bạn nhìn cái cơ ngơi này, nếu mà ngày xưa lúc mà đang hoạt động thì chắc là hoành tráng, rất là hoành tráng ha. Mà đúng là cái đợt dịch vừa rồi nó đã rất là nhiều người đã phải nói là phải bỏ nghề. Dạ đúng rồi. Có nhiều người là phá sản. Dạ đúng rồi. Rất là uổng ha các bạn ha. Dạ. Hồi xưa nó, bây giờ nó rớt giá dữ lắm hả? Rớt anh nhớ lắm. Có một thời gian nó thịnh, nó ào 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 lên mà nó rớt cũng nhanh nữa. Không, nó thịnh lâu lắm á. Thịnh lâu lắm. Dạ đúng rồi. Hồi lúc thịnh của nó là khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn một cặp, 1 triệu, 2 triệu một cặp vẫn có. Do cá bảy màu nó rất là đẹp và nó rất là, nói chung là giá trị rất là cao. Nó như lan, nó như lan đột biến rồi đó. Dạ. Thì sau đợt dịch cái nó càng quét làm cho nó sập thị trường. Dạ. Là đợt dịch em cũng ở chỗ này luôn. Đúng rồi, đặc biệt em có ở chỗ này luôn. Coi như là mấy tháng trời, nửa năm trời là ở đây luôn. Em ở đây quen rồi, có nghĩa là ở đây bình thường em một tuần đi chợ một lần. Thì đặc biệt thì một tháng đi chợ một lần thôi. Dạ, em ở quê quen rồi. Dạ. Lúc trước ở Sài Gòn là ở quận mấy? Dạ, quận 9. Quận 9. Dạ, lúc trước em là trại cá bên màu quận 9. Đây có gà muống luôn, gà muống bò luôn.
Dạ. Đây có trồng rau vô tự túc không em? Có anh, ở đây rau tự túc em trồng ở phía sau anh. Dạ. Có nuôi gà nuôi vịt gì không? Dạ không nuôi gà được, tại vì đây có chó mà nuôi gà chó nó sủa tối ngày hả chị không nổi. Dạ. Hồi xưa này là những cái hồ này là cái ô kiển con cá các bạn, vẫn con cá. Có con cá gì không, mới lũi vô đây? Cá này. Cá ở cá tự nhiên á. Ừ, cá... một cái hồ vậy đó. Hồ vậy là 4 mét vuông. Hồi lúc trước em là gần 400 hồ này, số lượng rất là nhiều. Ở đây nó quẹo vòng bên kia nữa. Vậy luôn á hả? Đi vòng bên kia luôn hả? Đúng rồi. Phun nhàn sắt hết luôn á. Rồi bị gãy cái gọi là cái cơ sở này có buồn không? Chắc cũng buồn dữ à. Buồn anh. Nhưng mà nói chung là cơ sở vật chất mình vẫn còn. Thì khi nào mà thị trường cá nó lên lại á thì bắt đầu mình tái đầu tư lại, mình làm lại, mình lấy giống gì mình làm lại. Nghề mình có mà đúng không? Vàng mình có rồi, bạc mình có rồi, chứ còn lôi lên mình vệ sinh mình rửa mình làm lại thôi. Là cái cá này là đó em làm được bao nhiêu năm? Em làm từ năm 2014 á. Trời ơi lâu dữ rồi hả? Lâu quá. 8 năm rồi. Dạ đúng rồi. Là coi như bắt đầu với cá guppy luôn. Dạ đúng rồi. Thì từ lúc mà chơi cá này em mới gom được cái vốn mà em qua em chơi môn chó này nè. Chứ nhà em cũng đâu có điều kiện đâu. Môn chó này chơi thì rất là nặng vốn. Dạ. Rồi đất này mới mua luôn. Dạ đúng rồi. Cũng từ đây ra luôn. Dạ đúng rồi. Quá giỏi luôn các bạn, coi như là em sinh năm mấy ta? 96 anh. 96 quá trẻ luôn. Dạ. 96 hả? Ồ vậy anh em mình chung tuổi nhau á. Em anh bằng tuổi hả? Ừ, anh hơn em có con giáp thôi. Dạ. Rồi quá giỏi luôn các bạn, hơn mình một con giáp nha. Bỏ phố về quê. Dạ. Rất là nể, mặc dù anh là một người không thích thành phố. Dạ. Anh cũng bỏ phố về quê, nhưng mà cái quê của anh nó không có quê giống như em. Ở đây các bạn, xung quanh đây là gọi là cây ăn trái không à? Đúng rồi. Bên kia cây chanh. Cây rồi. Chanh, cây nhãn xuồng. Ngoài rồi. Kia thấy có thanh long nữa. Thanh long, đúng rồi. À. Đu đủ. Rồi mãng cầu. À. Rồi nhiều, nói chung là nhiều loại mía nữa. Dạ. Xung quanh đây hầu như là không thấy cái tiệm tạp hóa nào các bạn. Tiệm tạp hóa gần nhất hồi nãy ngoài đầu đường chắc cách đây cũng 3-4 cây á. 3-4 cây mà dạ. Đường mấp mô lắm. Dạ. Rồi xung quanh đây toàn là ruộng không à. Mà coi như là có hai vợ chồng về đây ở thôi. Dạ đúng rồi. Rồi hai vợ chồng về đây bỏ phố về quê ha. Mà rất là quê luôn. Xung quanh đây là coi như là ruộng không á, cả tại em gọi là vậy á, cây vườn, ăn trái không? Vườn cây không? Vườn cây ăn trái không và dạ. Về đây thì tự xây dựng được cái cơ ngơi làm cá, tạo ra được lợi nhuận mà mua được miếng đất này luôn hả? Dạ đúng rồi. Mua đất xây nhà. Dạ. Rồi coi như là có vốn để làm qua cái chó nữa. Dạ. Hay giỏi quá em. Dạ, quan trọng là có vốn làm qua chó, tại muốn chó này nặng vốn dữ lắm. À. Dạ. Trời anh hơn em con giáp mà anh báo rồi, anh báo đó giờ chưa báo xong nữa. Quá giỏi luôn, rất là nể luôn các bạn, thật sự rất là nể luôn. Cho anh đi, ok, giờ clip này mình sẽ nói về, tất nhiên là hôm nay xuống thăm Hậu là Hậu đang làm cái công việc là có cái chạy chó ha, thì sẽ quay ở clip sau giới thiệu các bạn. Nhưng mà vô tình vô đây mình thấy có một cái cơ ngơi về cá, nhưng mà hiện giờ do cái tác động của dịch, đúng rồi. Nó làm ảnh hưởng tất cả các tầng lớp trong xã hội, mọi ngành nghề luôn, cho nên là tạm thời phải tạm ngưng, rất là uổng cơ sở vật chất, coi như các bạn thấy là bạc rồi đào những cái ao vô nước rồi cái dàn khung che nắng tất cả mọi cái mà giờ nó không thể tạo ra được lợi nhuận thì nó rất là uổng ha. Dạ. Cho anh đi tham quan dòng chạy cá đi em, uổng quá. Dạ. Cái này anh thấy giờ ủa sao em bây giờ nó có những cái loại cá nó đang thịnh hành này mình sao mình không có làm nổi hả? Không phải. Em tả vậy nè, khi mà anh bán một cặp cá 200 ngàn, bây giờ anh về anh lui về anh bán cặp cá 400-500 ngàn anh làm không nổi thêm. Nó giống như vậy đó. Không, ý anh nói là ví dụ như con cá guppy nó qua cái đợt hot thì giờ nó còn những con cá khác nó hot á thì mình không có tiếp tục, tại em có nghề mà. Dạ. Tại vì riêng cái suy nghĩ của em á là trong những dòng cá biểu màu là cái con mà sinh lợi cao nhất. Tại vì nuôi nó dễ chết. Nuôi nó dễ chết mà nó cái độ nuôi đó độ nó rất là khó nhưng mà nó rất là đa dạng. Cho nên em mới quyết định là đầu tư vô cá biểu màu làm. Chứ bây giờ ví dụ nha, anh nuôi con bẹt ta hay là nuôi con la hán đi. Anh mua một con về, anh nuôi một năm trời nó không chết. Thì làm sao anh mua con thứ hai. Đúng không? Còn riêng con bé màu này nếu mà anh mua về anh không biết nuôi, 3 ngày chết liền. Cho nên bé màu nó có giá. Nó lại vậy. Dạ, độ khó nó cao lắm. Nếu người ta phải độ khó nó cao, người ta muốn chinh phục nó phải không? Dạ, bỏ rồi. Tiền ra ta mua. Nó độ khó nó cao mà nó đa dạng nữa, nó rất là đa dạng luôn. Nó nhiều loại lắm. Dạ. Cái này hồi lúc trước á là em làm nguyên một cái nhà luôn á, nguyên một cái chụp lại luôn giống như cái nhà kính vậy á. Che nắng đồ này nọ. Che nắng che mưa, không có cho mưa vô tại vì bể màu nó sợ mưa. Mưa vô lại chết nguyên hồ, một con chết là cả đám chết hết luôn. Kiểu cho nó phải che lại hết. Dạ.
Cái này đó mình làm là mình bán thị trường trong nước hay có xuất khẩu không? Họ lúc trước em xuất khẩu mạnh lắm anh. Họ lúc mà hồi năm 2014-2015 là Thái Lan xuất khẩu mạnh, Indo xuất khẩu mạnh. Nhưng mà từ khi mà em vô xong rồi em đẩy phong trào lên, lúc đó em có kênh YouTube em đẩy phong trào lên, thì từ đó trở về đây là Việt Nam mình xuất khẩu cá còn mạnh hơn Thái Lan nữa. Hiện tại luôn á. Nhưng mà xuất được giá không? Họ lúc trước được giá, còn bây giờ thì không. Ủa nhưng mà anh nghĩ cái thị trường trong nước thì gọi là chúng ta cái tư duy kiểu cũ là chà đạp nhau để ngôi lên, còn cái thị trường xuất khẩu nó cũng bị ảnh hưởng nữa ta. Rồi để em nói cho em phân tích cho anh nghe vấn đề này, khi mà phân tích vô này mà anh mới thấy là nói như vậy là nè, hồi lúc trước á là ở Việt Nam mình á ít, rất là ít YouTuber. Thì khi mà anh làm những cái trại cá này không ai biết tới hết trơn. Thì người nước ngoài muốn mua cá Việt Nam thì người ta chỉ có liên hệ những cái shop lớn hoặc những cái trại lớn để người ta mua. Thì khi mà liên hệ vậy thì shop sẽ bán được giá cao và trại bán giá cao. Nhưng bây giờ rất là nhiều YouTuber làm về review trại cá. Bây giờ trại nhỏ xíu hay trại bự gì cũng có hết trơn, trại có 20 hồ cũng là kêu cái trại. Đó, khi mà review như vậy thì những cái thương lái nước ngoài người ta biết những cái trại đó và người ta liên hệ, người ta ép giá. Đó, thì từ liên hệ những cái trại nhỏ đó ép giá làm cho cái giá cá xuất khẩu nước ngoài nó bị giảm rất là mạnh luôn. Ví dụ lúc trước xuất khẩu được 500 ngàn một cặp đi, bây giờ xuất khẩu được có 50 ngàn một cặp hả? Đó là do như vậy. Coi như là tại vì cung nó cũng vượt cầu quá. Đúng không? Xong rồi giống như là những cái người làm với nhau thì người ta lại có cái tư duy là cạnh tranh về giá, đúng không? Coi như là thậm chí là lời chút xíu thôi cũng bán luôn. Hoặc là thậm chí quề vốn cũng bán luôn, cứ dành chà đạp nhau vậy làm cho cái lợi nhuận, cái biên độ lợi nhuận nó ngày càng thấp các bạn. Dẫn đến cái hoàn cảnh này các bạn biết rồi. Hôm qua kia vậy đó, trong các clip mình có chia sẻ là cái tư duy của anh em khi mà làm nghề là cứ thích bóp nghẹt cái lợi nhuận, cứ cạnh tranh nha bằng cái giá. Tại vì thật sự mà nói, cái cạnh tranh về giá là cái cạnh tranh nó đơn giản nhất nhưng mà nó lại nguy hiểm nhất. Các bạn thấy là hậu quả là sau một thời gian nó gọi là làm ăn được đi đó, thì bắt đầu là cạnh tranh về giá nó diễn ra, tất cả là cuối cùng là tất cả cùng chết hết. Tất cả cùng chết. Mà bây giờ em ví dụ anh nghe vậy, khi mà con cá nó đang có giá trị cao, người ta muốn nuôi nó để người ta bán, người ta kiếm lời. Còn bây giờ nó rớt cái gì thấp rồi, giờ chả ai muốn nuôi nó hết trơn, tại vì bán đâu có lời, cho nên nó làm cho thị trường đi xuống luôn. Tại vì mình phải giữ giá thì người ta mới bán được, thì ta mới thúc đẩy phong trào cho lên. Đúng rồi. Đây là điều rất là đáng suy nghĩ và đáng gọi là phải cân nhắc lại ha các bạn ha. Chúng ta làm ăn thì cái gì nó cũng phải có cái lâu dài, định hướng lâu dài. Ví dụ như ngày nào chúng ta cũng ăn ít nó lâu, cứ ăn ngày nào cũng có, còn giờ nó bùng lên cái xong rồi anh em cạnh tranh theo kiểu đó, đưa cái một cái ngành nghề kinh doanh, một cái cuộc chơi nó đi vô cái ngõ cụt đó. Nhìn rất là đáng tiếc luôn các bạn, rất là đáng tiếc luôn. Chờ thời thôi, giờ chờ thời thôi, khi nào mà thời lên thì mình làm lại. Không, nhưng mà được cái anh em mình cũng thuộc dạng tiếp năng động, thích nghi, bây giờ nếu như mà em không thích nghi, em cứ ôm hoài cái mô hình này em làm thì em là người chết trước. Tại vì bán không được, mà sản xuất ra bán không được thì chết thôi. Chứ mình bỏ ngang lúc này, dừng lại liền, mình nhảy qua cái khác mình làm để mình kiếm tiền. Khi nào cái này phát triển lại nhưng mà tiếc chứ lại. Đúng không? Tiếc. Nếu như mà cái ngành nghề này nó được ổn định, làm ra rồi kinh doanh nó có cái nguồn lợi nhuận đồ này nọ thì mình sẽ làm cái này nó ok hơn. Đúng không? Rồi. Thì tất nhiên là nếu mà mình còn thời gian, còn sức khỏe thì mình phát triển thêm một cái nhánh khác, ví dụ chó thì vẫn được, nhưng mà tự nhiên chết cái ngành này uổng quá. Dạ đúng. Thấy rất là đáng tiếc luôn. Bây giờ giống như lan đột biến vậy, nó chết luôn rồi. Giờ đâu có giật lên lại. Khi nào chờ một cái màu sắc gì mới lên. Không, mà lan thì tại vì nó cũng bị bơm hơi cao quá, nó bơm. Bơm sát mặt đó trời luôn rồi. Còn này nó vẫn là trung bình thôi. Nhưng mà chẳng qua là con cá thì nói chung nó dễ, là cũng không gọi là dễ làm, mà một lần làm nó ra số lượng nhiều. Dạ đúng rồi. Cho nên là nó bị dư quá. Phải tiết cung lại. Đi vòng vòng xuống đây chơi em. Hồi đó em làm hết khung này nhiều tiền lắm á. Nhiều, hồi đó anh tính cái này sắt không luôn á. Cái này bây giờ bơm nước ra sơn lại chắc xài được. Vệ sinh lại thôi. Mà từ từ đi, chờ nào giá cá lên là làm. Đó này đó là tự em ráp lâm đàm luôn hết luôn. Tự em vẽ thiết kế. Tại vì hồi lúc trước em đã làm rất là nhiều cái mô hình, từ cái mô hình hộ kiến tới cái mô hình xây hồ xi măng. Chỉ có mô hình này là được nhất. Đúng rồi. Tại mát. Nó mát. Và bây giờ anh ngâm cái hồ xuống này nó mát rồi luôn. Còn chơi hồ kiến trời nắng nóng xuống nước, đúng nóng rồi. Lên cá chết. Khúc xạ ánh sáng các thứ đó, hồ kiến dở lắm. Hồ kiến là đẹp thôi. Đúng rồi. Ngâm xuống này mát dữ lắm luôn. Đó mô hình này em làm nói chung là tuyệt vời luôn á. Nuôi cá tuyệt vời luôn. Giỏi quá.
là mấy năm mà tự mua đất xây nhà rồi có vốn để làm ăn, có vốn dự phòng. Các bạn thấy rất là hay ha, có cái điều này mà thật ra cái điều này mình cũng dở ẹt à, nhưng mà gặp Hậu là rất là giỏi luôn, có nghĩa là làm ăn rồi tích trữ lại được, thì gặp một cái sự cố nào đó thì có cái số vốn để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chứ còn đại đa số trong đó có mình nhiều khi lúc mà hưng phấn sung làm quá, gặp tiền tới lúc gãy đứng hình luôn. Người ta thiếu nợ mình thì nhiều nhưng mà không có thu hồi lại được. Dạ. Rồi cuối cùng đứng hình tại chỗ. Dạ. Này em lót bạc xuống cho cỏ nó đỡ mọc á. Ừ. Chứ cỏ mọc quá mần không nổi. Mần không nổi luôn. Có hai vợ chồng mà mần không nổi. Công nhận hai vợ chồng giỏi ghê á. Dạ. Ở đây miếng đất này rộng nhiêu ta? 2.000 m² anh. 2.000 m². Dạ. Ngon lành quá. Còn dạ. dài sao đi thẳng ra sao được không ta? Được mà cỏ lắm anh. Cỏ hả? Kệ nó, cỏ. Ồ, em anh đi mồ hôi anh lúng dưới đó luôn á. Lúng luôn hả? À. Anh đi vòng lên đây, anh đi vòng lên, anh đi vòng đường bên kia đi. Đường nào? Ví dụ bên kia dễ đi hơn. À bên kia có đường á. Dạ, được. Dạ. Anh đi lên tham quan á coi. Dạ. Thấy ổn quá. Ở đó cá mình hay sức đi đâu ta? Dạ đi Mỹ anh. Luôn. Đi Mỹ là được giá nhất. Là đi chính ngạch luôn hả hay sao? Đi chính ngạch anh. Hồi lúc trước em làm giấy đi chính ngạch. Quá hay luôn. Dạ. Hồi lúc trước em làm được giấy xuất khẩu cá đi chính ngạch mà. Ừ. Dạ. À, hôm qua có ngồi trò chuyện với lại mấy anh ở bên Beta đó các bạn. Cũng vậy, cũng một cái trường hợp như vậy. Có nghĩa là mình người Việt mình nói về cái đam mê, cái sức đầu tư, cái độ chịu chơi thì rất là chịu chơi. Người Việt mình đầu tư rất là mạnh luôn á. Rất là mạnh luôn. Yeah. Cho nên là thời gian đầu á, bỏ những cái số tiền rất là lớn để mua những con cá đẹp. Yeah. Cá đỉnh về đó, để làm. Thì làm ra sản phẩm cũng rất là đẹp, rất là đỉnh luôn. Nhưng mà xong rồi sau đó lại bị cái tình trạng là chà nhau, đạp nhau đó, để dìm cái giá xuống. Rồi ở đầu đấu đá lẫn nhau, làm cho cái giá trị cái con bét nó bị rớt xuống thê thảm luôn. Thì cái đối tác của nước ngoài á, người ta cũng thấy cái điểm yếu của tụi mình á. Có nghĩa là không có đoàn kết á. Người ta bắt đầu người ta gọi là cái gì? Ép giá. Dạ đúng rồi. Ép giá rồi đủ thứ điều kiện khó khăn hết. Làm cho các bên đều thiệt hại hết. Ừ. Rất là đáng tiếc luôn. Và khi mình làm ra con cá thì anh hôm qua anh Phong nói là giống như mình không có theo tiêu chuẩn của quốc tế. Mình theo tiêu chuẩn của quốc tế á, thì cái đối tượng khách hàng của mình nó sẽ rộng hơn. Còn khi mình làm ra thì mình tự đặt ra những cái tiêu chuẩn cho cái nhóm của mình, cái cộng đồng nhỏ của mình. Dạ. Rồi cuối cùng mình cứ bán vòng vòng trong đó hoài. Bán vòng vòng trong đó rồi chán rồi mình chuyển qua mình đâm chọt, nói xấu, dìm hàng nhau các thứ. Thì dạ. nó rất là dở các bạn, cái tư duy đó mình nghĩ là nếu thay đổi được rất là tốt. Tại vì mình, các bạn hình dung mình đã bỏ ra, khi mà đấu giá con cá đi, nghe mấy ảnh chia sẻ, thì mình dùng số tiền rất lớn mình đấu những con cá mà gọi là giá trị. Rồi mình về mình làm thì mình lại không có bơm cái, không có làm tăng cái nét đẹp của nó lên, giá trị nó lên. Dạ. Mình lại giảm thấp xuống, thì cái đây là một cái tư duy nó rất là không hay. Dạ. Mà khi con cá mà nó rớt giá xuống người ta không thích làm. Ừ. Nó phải có giá người ta mới làm. Đúng rồi. Dạ. Anh hỏi em giờ lợi nhuận em thấp quá, giờ làm sao em chăm chút cho sản phẩm em được. Dạ, đúng không? Rồi. Bây giờ ví dụ như lời được 5 đồng thì tôi dành ra 1.5 đồng. Thậm chí là 2 đồng để tôi làm cái giá trị nó tăng lên, để làm cái dịch vụ cho nó tốt lên. Đằng này giờ tôi lời có 50 xu rồi, giờ thấy gì làm nữa. Dạ. Cho nên bán được thì bán không được, bán được hay không bán được cũng như không. Cái người ta làm ra đôi khi người ta làm biến bán luôn. Tại vì đóng hàng, đóng đồ đi gửi cực quá mà lỗ tiền xăng đi đổ, đi gửi nữa, ai muốn làm. Rất là đáng tiếc luôn. Dạ. Với lại mình đóng hàng, mình gửi hàng đi, gửi cá đi, nó rủi ro rất là cao. Đúng rồi. À, mà mình không có lời nhiều nữa, nó chết một cái mà coi như mất vốn, lỗ vô dữ nữa. Thì bởi vậy. Dạ. Rất là dở anh, cái quan điểm kinh doanh của anh là mình phải làm tăng cái giá trị nó lên bằng dạ. cái sản phẩm mình ngày càng đẹp lên và cái dịch vụ của mình phải tốt lên. Dạ, để rồi. Mình bán, chứ còn mình cứ kiểu mình bán sản phẩm thô không à. À nước ngoài qua đây nó mua, ví dụ nó mua con cá mình 1 đồng. Nhưng mà về nó bán được tới 10 đồng lận. Dạ đúng rồi. Trong khi mình chi phí sản xuất mình hết 80 xu bán ra có 1 đồng bạc. Dạ. Chán. Tư duy vậy là dở lắm. Dạ. Sẽ rất là uổng. Quá trời ao rồi, đi vòng qua tới bên kia luôn kìa. Dạ. Cái này mà anh xuống cái thời mà em nuôi cá là đã thôi rồi luôn. Ừ. Ở đây em nuôi tới mấy chục vòng lận. Đủ màu hết trơn, màu gì cũng có. Dạ.
Hôm bữa anh đi ra ngoài cũng có ngoài đó là cái gì ta, Tánh Linh hay là Tánh Linh cái gì quên rồi, Di Linh. Di Linh, Di Linh có một bạn cũng nuôi mấy cái này đẻ, cũng làm, cũng đam mê, cũng tâm huyết. Dạ. Trại ở quận 9 của em vẫn còn hoạt động, anh bữa nào muốn tham quan cá này thì em dẫn lên cho đó. Ồ vậy hả, bữa nào anh ghé chơi. Dạ. Vậy còn... em đi quãng đường em đi quải à? Em cũng bình thường à. Từ đây mà đi lên quận 9 là chắc mới 2 tiếng. 2 tiếng, dạ đúng rồi. Dạ. Thì cơ sở ở quận 9 vẫn còn hoạt động, cơ sở ở Hà Nội vẫn còn hoạt động. Ồ, ba dạ. Cơ sở luôn. Dạ, lúc trước ba cơ sở. Rất là giỏi luôn nha các bạn. Dạ. Cơ sở ở đây, cơ sở quận 9 và cơ sở Hà Nội luôn. Dạ. Hay quá em. Mà hồi xưa sao chơi cá? Mới đầu vô sao chơi cá? Thì cũng mua về để mà mình nuôi cho vui thôi á. Ừ. Thì lúc đầu mới vô em mua về là mua con full red, con mà full màu đỏ luôn. Về nuôi cái tự nhiên nó đẻ. Nó đẻ, lúc mà mua một cặp 200 ngàn. Hồi lúc trước anh suy nghĩ này, lúc trước đâu có ai mà tự nhiên khùng mà bỏ ra 200 ngàn để mua một cặp cá bể màu. Đúng rồi. Lúc trước bể màu đâu có giá. Đúng rồi. Bể màu 1 ngàn, 2 ngàn à. Mà hồi lúc đó không biết sao em khùng em đi mua nữa. Em mua xong rồi về cái em nuôi. Nuôi nó đẻ ra xong em bán, và cá con bán vẫn được 200 ngàn một cặp, có nghĩa là nó không bị xuống giá. Đó thì từ lúc đó mình mới ươm mầm cái suy nghĩ của mình là mình, tại vì những cái mà người ta chơi đam mê, người ta không có trả giá, người ta chấp nhận mua giá cao. Đó cho nên em mới đầu tư là em mua thùng xốp về em nuôi, thì mình ươm mình từ 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 lên có vốn mà mới chơi được nhiều. Dạ rồi, nhưng mà từ coi như là bạn ban đầu chỉ là chơi vui thôi, nhưng mà rồi. Nó lên một cái tầm mà đổ chạy như thế này thì em phải có cái kinh nghiệm và kiến thức rất là nhiều luôn. Thì cái đó nó có từ đâu? Nó có từ em đi học. Đi học luôn? Hay trường lớp của em. Dạ. Tại vì con bé màu này nó sống ở trong cái pH 7. Giật pH xuống, mưa xuống giảm pH là nó chết. Mà tăng pH lên nó cũng chết. Có nghĩa là nó cũng liên quan tới cái ngành nghề em học trong bách khoa. Dạ đúng rồi. Xử lý môi trường. Dạ, thì nó rồi. Sẽ liên quan tới những cái chỉ số đồ này nọ các thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ mình chỉ cần biết con cá đó nó trong cái môi trường nào là nó khỏe nhất thì mình cung cấp cho mình nó. Mình chỉnh về cái đó là được. Giống như ở đây là nước phèn. Mình làm sao mình khử phèn là mình được. Nước máy của anh mình khử cờ lo. Mình đưa về cái môi trường của nó rồi mình biết thêm những cái loại vi sinh nào mà tốt thì mình áp dụng vô mình xài. Dạ. Ok các bạn, đá nhẹ qua cái này dành cho những cái bạn trẻ, những cái bạn mà còn đang trong ghế nhà trường rồi này nọ các thứ ha. Thì đây là bạn Hậu, các bạn thấy rồi đó, mặc dù là học bách khoa sau này không có làm ngành nghề liên quan nữa, nhưng mà những cái kiến thức từ trường lớp đó nó cũng giúp đỡ cho, hỗ trợ cho cái công việc, cái sự lập nghiệp sau này của mình đúng không em? Dạ, đúng chứ rồi. Đâu có vô nghĩa đâu. Thì cho nên là các bạn trẻ là cứ học đi ha. Bản thân mình cũng vậy, ngày xưa đi học á, có những cái môn mình học mình nói cái này chừng nào mới áp dụng, trời đâu có khi nào mà mình đụng tới mấy cái này đâu, nhưng mà ra đời chính những cái kiến thức đó trong một cái trường hợp nào đó vô tình nó là giúp ích cho mình rất là nhiều ha. Mình nhìn nó mình có thể hiểu, có thể suy luận được, phân tích được. Dạ. Rất là hay luôn. Đi vòng qua kia đó hết đi được rồi hả ta? Dưới cái này rồi. Có trồng trọt thêm gì không? Nhà em có trồng trọt gì không? Hai vợ chồng chắc là không nổi nha. Hai chồng là không nổi, nhưng mà đất trong vòng xung quanh của ông bà em thì cũng có chồng. Vậy là ở đây cũng không phải là chỗ xa lạ mà tự mình cũng là nhà bà con xung quanh đây. Khu này là nhà bà con em hết. Nhà cứ ai mà đi lạ đi vô đây là biết liền hà. Ở đây này thì người ta hay đi câu thôi. Đi câu hả? Dạ đúng. Nãy đi vô đường anh thấy đẹp quá trời. Cái đồ đó tối người ta câu nguyên đêm luôn á. Ghê vậy. Vô người cũng hơi lạ lạ. Dạ, người thành phố xuống đây câu nhiều lắm. Về đây được năm rồi. Dạ đúng rồi. Một năm mà xây dựng nguyên cơ ngơi này luôn. Dạ đúng rồi. Công nhận. Mình tính mình cũng thích ăn uống các bạn. Cho nên là bỏ phố về quê nhưng mà cũng phải chọn cái chỗ nào mà xung quanh nó có bán đồ ăn, phở, biết đồ này nọ các thứ. Còn xung quanh ở đây là đúng là hai bạn trẻ này là dũng cảm á. Phải dùng từ dũng cảm. Rất là giỏi luôn. Rồi cái quá trình mà chăm sóc rồi nó đẻ như thế nào? Nó đẻ là một cái lĩnh vực khác à. Ví dụ như giờ mình biết cái nước nó là pH nó bao nhiêu để mình cung cấp cho nó sống khỏe được, nhưng mà tới lúc mà sinh sản rồi cá con rồi dưỡng cá rồi này nọ các thứ lại là một cái vấn đề nó phức tạp à. Thì em học điều đó ở đâu? Kinh nghiệm của anh nói chung là cũng bài học xương máu, bỏ ra cũng nhiều tiền đóng học phí. Cũng chết rất là nhiều mới đưa ra được cái bài học là cái con cá này á là nó sống trong nước sạch. Anh cho ăn nước dơ là nó chết. Còn
nó đẻ thì nó ăn con, nó đẻ nhiều nó ăn hết nhiều, cho nên mình có lưới đẻ vô cái con bơi ra ngoài mới sống được. À, đó. Phải đo pH thường xuyên, tại vì pH á, khi mà con cá nó đi phân ra nó sẽ làm nhảy pH. Tại vì cái khí độc đó nó sẽ làm nhảy pH, cho nên mình phải cân chỉnh pH thường xuyên. Nếu mà ấy thì phải thay nước. Dạ. Đây thay nước sao ta? Bơm hả? Có máy bơm? Bơm nước mới vô. Còn đây thường là em sẽ dùng vi sinh. Anh em nuôi trong hồ cá, trong hồ kiến là anh em dùng mấy cái vi sinh dạng nước á. Là trong đó nó chỉ có một cái loại vi sinh thôi à. Còn ở đây em xài vi sinh của mấy cái đầm tôm á. Là nó 5-6 loại vi sinh kết hợp với nhau mà nó là dạng bột. Nó quất vô một cái là nó trong vắt nước luôn, sạch sẽ dữ lắm luôn. Hay ha. Dạ. Là cũng xương máu. Cũng xương máu luôn, tại vì cá cảnh á, là người ta ít cái đầu tư vô, người ta nghiên cứu về mấy cái sản phẩm đó. Nhưng mà bên tôm cá thì người ta nghiên cứu nhiều. Mình sử dụng những cái sản phẩm đó mình đập vô. Dược phẩm nông nghiệp đồ ha, hỗ trợ cho nông nghiệp đồ. Dạ đúng rồi, mấy cái đó người ta nghiên cứu kỹ hơn. Áp dụng qua. Dạ. Rồi nếu mà lúc trước làm cá chắc ngày nào cũng bơi lội dưới đây á. Ngày nào cũng lội hết trơn anh. Cái hồ này nó cũng cạn hà, nó có tới đây em hà. Là nó vừa tầm để mà mình ấy xuống mình bắt cá thôi à. Dạ. Thì lúc trước là một tháng sức lực mấy chuyến? Trời ơi, lúc trước là tính ngày phải chục đơn á anh. Trời ơi. Mà em bán cá này là em gửi bên bưu điện mới ghê á, là có gia hàng tiết kiệm, gia hàng nhanh rồi vô lấy đóng thùng rồi gửi đi. Đóng oxy cộng đó đi được 2-3 ngày. Rồi gửi, nói chung là người ta mua 2-3 cặp em cũng gửi tới tận nhà nữa. Lúc trước là chuyên bán lẻ, chạy em là chạy bán lẻ chứ phản sĩ nha. Nguyên cái chạy mà cá ra chỉ đi bán lẻ thôi đó. Mà đi Mỹ? Đi Mỹ thì cũng bán lẻ luôn hả? Đi Mỹ bán sỉ. Đi Mỹ bán sỉ, dạ. Chứ đi Mỹ bán lẻ, tại vì đi Mỹ ship theo thùng. Đúng rồi, dạ. Phải đủ số lượng đỡ hao chứ. Dạ đúng rồi. Con cá này nó lần nó đẻ được nhiều không ta? Ủa, cũng 30-40 con anh. Có 30-40 con hả? Ủa anh tưởng cá phải đơn vị trứng cá thì nó đẻ con. Đẻ con hả? Đẻ trứng thì nó nhiều, đẻ con mà mười mấy ngày đẻ lần hà, nó nhanh lắm. Mười mấy ngày đẻ lần. Bảy màu anh tính đi, một cặp thôi nó nhân số lượng lên cho anh thấy. Con bảy màu Thái nó khác gì con bảy màu Việt ta? Nó to, to nó như to. Cái bẹt ta luôn á, nó như to đùng, đuôi nó bự. Và con bảy màu này á, đặc biệt là mình muốn bán là mình phải có thương hiệu mới bán được. Không có thương hiệu không bán được. Tại thương hiệu là sao? Mình phải làm riêng thương hiệu cho mình. Tại vì con bảy màu này á là nó bị phá giống. Rất là dễ bị phá giống, tại vì khi mà một con cá đực á dí với một cá mái á, nó sẽ lưu tinh, gọi là lưu tinh, mà nó tự động đẻ 7 lần. Khi mà anh mua một cá mái mà bị người ta phá rồi đem về đẻ không bao giờ giống được con cá bố mẹ. Cho nên mình phải làm thương hiệu, thương hiệu của mình uy tín, là bán cá bao cho anh em 100% đẻ là cá giống bố mẹ. Đó là thương hiệu như vậy. Hay ha, mới biết luôn. Dạ. Con iguana á bạn, thì theo cái tài liệu của nó thì nó có khả năng lưu tinh. Có nghĩa là con đực phối vô lúc đó con cá nó chưa lên trứng, cái tinh trùng nó vẫn được bảo quản trong cái cơ thể của nó. Theo mình kỳ đó mình đọc là nó bảo quản được cả năm trời luôn á. Thì tất nhiên là cái gọi là cái tỷ lệ, cái xác suất nó sẽ bị giảm đi. Đó, thì nhưng mà nó là một khoảng thời gian vậy thôi. Thì bên iguana cũng có nhiều con cái á, là người ta, nhưng cũng hiếm thôi, có nghĩa là không có cho phối với con đực nào hết trơn, coi như là cái mùa đó không có cho phối, nhưng mà nó vẫn đẻ ra có phôi, nhưng mà nó cái tỷ lệ nó thấp, hiếm lại. Nhưng mà con cá bảy màu này là một lần phối như vậy là lưu được 100% dính luôn á. 100% dính mà được tới 7 lần như vậy luôn. Dính ghê lắm. Có nghĩa là cái vấn đề ở đây á, là nhiều khi bạn mua con cá mái đó về, bạn muốn ghép với con cá trống của bạn đang có ở nhà. Tuy nhiên con cá mái đó đã có cái tinh trùng của con cá ở cái chỗ người ta rồi. Đó, cho nên là cái việc làm ra nó sẽ không có giống như cái ý tưởng, cái ý đồ của mình. Đó, cho nên là Hậu nói là cần phải làm cái thương hiệu để tôi bao với anh rằng là bảo đảm là giống cho bố mẹ. Này sẽ giống bố mẹ, có nghĩa là con này còn zin á. Đúng rồi. Con cá mái nó còn zin chưa được phối á. Tẩy lưu được tới 7 lần. Dạ, để làm vậy là con cá lúc mà mới đẻ ra là chừng mười mấy ngày, 20 ngày là phải tách riêng trống mái ra. Nuôi cho con cá còn zin luôn. Mười mấy ngày mà em lựa được trống mái rồi. Được rồi. Dễ lựa hả? Dễ không hay là cần phải kinh nghiệm khó khăn? Mình bắt lên cái hồ kiến á, mình gọi đèn vô. Con cá mái thì ở dưới bụng nó có hình tam giác. Còn mà con cá đực thì nó một cái ngoe nè, nó hình một cái ngoe thôi. Mình lựa như vậy. Nhưng mà anh thấy mấy anh em cá là tỉ mỉ ngồi soi. Hôm qua anh mới đi coi anh em thi cá beta, ban giám khảo chất mấy cái keo lại đầu ngồi cầm đèn pin soi. Dạ. Cực. Đi xuống đi vô nhà ngồi cho mát anh. Ok. Ổn ha, một cái ngành nghề kinh doanh như vậy mà. Ủa đi đường này xuống hả? Nhảy xuống đại đi. Đi có ngành nghề kinh doanh như vậy mà không có được. Trời thời hả anh? Trời thời. Dạ. Không, anh em mình tuổi trẻ là phải năng động á. Dạ. Chứ còn nhiều khi cứ cố chấp quá.
Dạ. Rồi sẽ là một cái gánh nặng cho mình. Dạ đúng rồi. Như bên cá thì giờ cá nào đang hot ta? Anh thấy đa sao đợt dịch đó là hình như mấy ngành bét là nó cũng đầu nó xuống nhiều. Em thấy sao đợt dịch là cá nào nó cũng xuống hết trơn á. Ừ. Dạ. Có trái cây rồi ha. Tại vì sau đợt dịch đó làm những cái người mà có thu nhập thấp và thu nhập trung bình đó bị ảnh hưởng rất là nặng luôn. Ừ. Người ta phải thắt chặt cái chi tiêu người ta lại. Ừ. Người ta không có chơi những cái thú vui này nữa. Đó cho nên cái ngành nào cũng đi xuống hết trơn. Thì riêng em chọn cái ngành chấu bưu ly này tại vì giá trị nó cao. Ừ. Chỉ có những người thu nhập tầm cao mới chơi được cái môn này. Và khi mà sau đại dịch đó, thì những người thu nhập tầm cao người ta không bị ảnh hưởng. Ừ. Cho nên chấu bưu ly vẫn bán được bình thường. Ừ. Nói như vậy. Nó cũng có sự tính toán đúng không? Dạ, nói chung là rồi. mình nhắm vô cái đối tượng mà không có bị ảnh hưởng bởi cái sự suy thoái kinh tế hoặc là những đại dịch từ này nọ thứ. Dạ đúng rồi. Với cái dòng chấu bưu ly này là nó không có giai cấp học sinh sinh viên tham gia. Chỉ có những người giàu chơi với nhau thôi, và người giàu người ta không có người ta ít bóp nhau, người ta không có hạ giá, người ta cưng chó người ta mà. Dạ. Không, nói chung thì cũng không có nói giàu nghèo ở đây, nhưng mà có những bộ môn mà nó cái độ phủ nó rộng quá. Dạ. Nhiều đối tượng khác nhau thì tất nhiên càng đông thì nó dễ loạn. Dạ đúng rồi, nó loạn. Còn ví dụ như ở cái phân cấp ví dụ như một con chó bully giờ nó tầm khoảng nhiêu? Khoảng cho 30 triệu trở lên đi. Dạ. Khoảng 30 triệu là baby đó ha. Dạ, baby á. Khoảng 6 tháng đó ta, mấy tháng xuất chuồng ta? 3 tháng là xuất chuồng được rồi. 3 tháng xuất chuồng. Cỡ dạ. 30 triệu thì tất nhiên là nó sẽ kén người chơi hơn rồi. Dạ đúng thì rồi. Thì cái sự hỗn loạn nó cũng ít đi. Dạ. Coi gu nó hỗn loạn. Nó quá hỗn loạn đi. Nó từ coi như là 200-300k rồi nó lên tới mấy chục. Thậm dạ. chí là mấy trăm nó cũng có, đâm ra cái đối tượng người chơi nó rộng, nhưng mà nó sẽ gặp một cái vấn đề là nó bị hỗn loạn các bạn, rối bằng hết luôn. Thì cái mỗi cái nó có cái hay riêng của nó. Dạ. Nó có cái hay, cái khuyết riêng của nó. Dạ. Mà cái con 200k với cái con mà mấy chục triệu là nó trên nhau nhiều không? Hay là nó chỉ tất nhiên là nó khác chứ. Nó khác nhiều chứ. Dạ. Ví dụ như con 200k là con riêng, con red rồi con riêng á. Dạ. Nói 200k là 200-300k là anh nói cái mức mà min nhất, có những người người ta bán gọi là bán phá giá, bán đổ, bán tháo á. Dạ. Còn ví dụ như giá trung bình anh em thì nó khoảng 500-600k. Dạ. Rồi con mấy triệu thì nó khác về bộ gen. Nói dạ. chung là nó khác rất là rõ ràng. Dạ. Đó, rồi nó khác biệt với cái con vài chục, vài trăm nó cũng khác cái rõ ràng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là mình phải hướng dẫn cho cái người chơi, người ta nhìn ra được cái sự khác biệt đó. Dạ. Ví dụ như giờ bên chó mình đi, hoặc là bên cá mình đi, bên nào cũng vậy, một cái người ta không biết về cái lĩnh vực đó đó, em chỉ con cá guppy này nó đẹp hơn con này ở đây đây đây, thì em phải chỉ người ta mới biết. Em không chỉ người ta đâu biết. Ta nhìn dạ. vô ta thấy hai con cá, hoặc ta nhìn vô ta thấy hai con chó. Dạ. Chứ đâu có biết con nào giá trị, con nào không. Thì con igu nó bị tình trạng vậy. Dạ. Người chơi người ta gọi là thiếu cái kiến thức ha. Dạ. Kiến thức hoặc là cái kinh nghiệm để người ta nhìn ra được con nào nó đẹp hơn con nào. Dạ. Ví dụ như nói về cái gai thì cái gai nào gọi là gai đẹp, cái màu nào gọi là màu sạch thì người ta phải phân biệt được. Khi người ta phân biệt được người ta mới thấy giá trị của nó. Dạ. Còn người ta không phân biệt được, người ta nhìn vô thấy giống nhau quá. Dạ. Thì cái khó của iguana đang là vậy. Người chơi ta nhìn vô nó sao con này mắc quá mà không có thấy hơn con kia. Dạ. Nhưng mà em biết là cái khoảng cách giữa cái đẹp với lại cái rất đẹp á nhiều khi nó có chút xíu à. Dạ. Thấy không? Con này nó hơn cái con kia chỗ cái lỗ tai này có chút xíu thôi. Dạ. Là nó đã ở cái tầm nó xuất sắc rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có những người mà thật sự hiểu rõ vấn đề người ta mới nhìn nhận ra được thôi. Dạ. Thì cái mỗi bộ môn nó có một cái khó để mình làm. Dạ. Mình làm. Cá này nó cũng vậy nè, nó có phân hai loại, một loại cá thủy sinh, hai cá giống. Nó giống nhau hết á, nó dùng hai con nó giống nhau chừng mà trên là giá. Tại vì cá thủy sinh á là người ta kêu bằng cá thương phẩm. Là khi trước cũng là con cá đó, trước khi người ta bán ra người ta phá giống hết, người ta chọn con đực khác dí vô để cho anh đem về anh nuôi để mà làm cảnh thôi. Đó là cá thương phẩm thì giá nó thấp. Đúng. Còn rồi. Khi một cá giống là bên em là chuyên bán cá giống nè, là phải làm thương hiệu để bán ra mà bao cho người ta là 100% phải đẻ giống bố mẹ. Đó. Ăn nổi ngon. Dạ. Đi mua hả? Mua chồng con luôn. Có mua có chồng. Có chồng luôn hả? Dạ. Nổi ngon á. Dạ. Có vừa nổi luôn. Có vườn ổi luôn. Đâu? Dạ, ở bên này luôn nè. Ồ vậy hả? Dạ. Mốt ổi chín hú anh xuống.
Dạ, tới mùa em hú anh xuống quay. Dạ. Còn hỏi gì nữa? Nhiều lắm, bây giờ người ta trồng tùm lum hết trơn á. Ừ. Tại vì khu này chuyên trồng mấy cây trái cây rồi mà. Ừ. Dạ. Này là bến lức hả ta? Thủ thừa anh. Thủ thừa. Dạ. Có ổi, nhãn, nãy đi đầu đường vô thấy thanh long. Dạ, đu đủ rồi mít. Này chanh. Chanh, dạ. Chanh không hạt hả? Dạ đúng rồi. Chanh này là vô vô công ty xuất khẩu rồi đó, cho nên nó không có phun thuốc. Phải mần cỏ bằng tay á, nãy thấy người mần cỏ không? Ừ, đúng rồi, nãy thấy chị kia ngồi mần cỏ. Dạ. Cái này xuất khẩu gì ta? Ồ, có mấy trái chanh nó héo luôn kìa. Hái không hái chứ? Hái, người ta lựa cho lắm anh, hàng xuất khẩu mà. À. Lựa trái đẹp người ta mới hái chứ không phải là trái nào cũng hái. Ồ. Dạ. Chanh này nó sai vụ không ta? Sai vụ ha anh. Ừ. Em thấy mười mấy ngày người ta hái một lần á. Ồ, mười mấy ngày hái một lần hả? Dạ. Ngon quá. Đây rất là đồng quê luôn, nãy chạy vô thấy bìm bẹp cò. Ờ, cò chim là nhiều lắm. Ừ. Dạ, chiều nó đi chiều là chim nó bay tụ về nhiều lắm. Thích ha. Dạ. Thích chưa? Đúng cảnh đồng quê luôn anh. Đúng cảnh đồng quê luôn. Dạ. Em hay quá, dũng cảm á. Nhưng mà thôi để lát đó sẽ khai thác một cái đề tài nó chuyên sâu về cái chuyện này hơn. Dạ. Ở trên bụng chính vẫn làm chạy cá đó, bán ổn không? Cũng đủ sống anh. Đủ sống. Dạ. Là cái đó là cũng của mình 100% luôn hả? Rồi có người coi hay sao? Của anh hay vợ em. Anh vợ hả? Dạ đúng rồi. Hay ha. Dạ. Nó là tiệm cá cảnh hay là cái chạy? Không, chạy luôn? Chạy anh. Chạy luôn. Chạy. Cũng dạ. Nuôi đẻ giống vậy? Dạ đúng rồi, trên đó nuôi hồ kiến. À, tại trên chính không có diện tích á, mình đúng phải rồi. Nuôi hồ kiến. Đúng rồi. Dạ. Ủa thiệt tình là ở đây là không có nước máy mà nước giếng thì phèn luôn á hả? Đúng rồi, không có nước. Ở đây không có điện luôn á. À. Em kéo điện phải 2 km tới đây á. À. Là đường điện một mình em kéo luôn á. Ở ngoài kia anh thấy căng dây điện bằng mấy cây xà cừ. Là tự nhà người dân căng á. Đúng rồi. Không có mạng luôn á, ở đây em xài 3G á. À. Mà 3G chỉ có Viettel có thôi chứ mạng khác không có. À. Em vẫn triển khai kênh YouTube của mình. Dạ đúng rồi. Kênh YouTube của em thì chuyên về chữa bệnh chó. Ừ. Rồi cái kênh cá thì chuyên về trị bệnh cá. Đúng rồi. Thì em chuyên về trị bệnh không à, cho nên lâu lâu mới ra video. Ừ. Tại cái nào có cái bệnh nào hay thì mới chia sẻ anh em. Đúng rồi. Dạ. Anh có theo dõi kênh, các bạn có thể theo dõi và bấm subscribe kênh YouTube của Hậu ha. Dạ. Bully Hunter. Chạy chó Bully Hunter. Chạy chó Bully Hunter thì anh có coi mấy cái nội dung trong đó là chuyên về chia sẻ bệnh không à. Dạ đúng rất rồi. Ok. Dạ. Thì ở đây em nuôi nhiều mà, cho nên bệnh gì em cũng gặp hết ráo rồi. Ừ. À, thì những cái nào mà em biết thì em chia sẻ hết hoàn toàn cho anh em để mà anh em biết tự chữa ở nhà, không cần tuyệt phải đem đi thú y. Quá hay dạ. Luôn. Rồi hỗ trợ từ xa luôn hả? Anh em có thể nhắn tin alo hỏi tùm lum luôn à. Chợ bên em là mua chó bên em á nha, là bên em tư vấn chữa bệnh nhiệt tình luôn á, là khi về chó gì bệnh gì, bệnh viện cũng chữa được hết trơn á. À, chỉ có trừ là cale phọc vô ỉa ra máu không chữa được thôi, còn những bệnh lại thì chữa được hết. Hay quá. Có tính dạ. Phí không? Không tính phí. Hỗ trợ. Hỗ trợ thôi, mua thuốc con người vô. Ừ. Dạ, tại vì thuốc của người đặt vô là tốt nhất rồi. Mình mua đúng, mình biết bệnh gì, mua đúng thuốc đó, đặt vô là hết. Hay. Dạ. Rồi anh thấy trên đó cũng ít có đăng bài mua bán giống như kênh ta. Chủ yếu là chữa bệnh rồi đúng không? Chủ yếu chữa bệnh thôi anh. Vậy tại em, vì em giới thiệu sản phẩm em qua kênh nào? Em đâu giới thiệu sản phẩm qua kênh nào đâu. Là giống như là anh em xem cái kênh của em coi chữa bệnh chó của em đúng không? Xong rồi muốn mua chó thì liên hệ với em. Rồi em bán thôi chứ em không có đăng lên. Dạ. Tại vì chó vừa ra là đã có anh em mua rồi cho nên không có cần phải đăng nhiều. À, coi như là cọc trước hết rồi. Dạ đúng rồi, con chó phối với nhau thôi là đã cọc rồi. Ồ, hay quá. Dạ. Làm vậy gọn ha. Gọn. Ừ, mình nuôi ra mình bán liền, mình đỡ nuôi lâu. Ừ. Nuôi lâu mới còn xuống giá. Ừ. Không, nhưng mà nếu mà mình làm nghề mà uy tín á. Dạ. Thì về mặt lâu dài vô mình ra được sản phẩm với có anh em đặt cọc trước á, mình làm thoải mái đó. Dạ. Mà mình làm cũng tốt hơn nữa. Dạ. Mình chăm chút, mình đưa tới khách hàng đồ này nọ. Dạ. Okay. Rồi coi như là khoảng mấy ngày mới ra một clip hả? Lâu, chắc lâu hơn chứ. Cả tháng anh. Cả tháng. Dạ. Ví dụ như nhiều anh em đem có chó bệnh á mà giống như là nó bị tích máu cổ tử cung á, là bị vô sinh ở chó á. Rồi em chuyên chữa mấy cái đó luôn á. Ồ ghê à. À, thì đem tới em thì em chữa xong em quay clip mà hướng dẫn anh em cái này chữa sao chứ sao. Ví dụ vậy. Ừ. Dạ. Mà mấy cái đó là gọi là cái gì ta? Gọi là có năng lực tự nhiên hả? Coi như là chơi cái đam mê xong mới tìm hiểu và biết cách chữa luôn hả? Chứ đâu có trường lớp gì.
em nói anh là không, ở trên YouTube không có cái nào mà chỉ về cái đó hết trơn á. Ở Việt Nam mình nó cũng không có nữa. Thì em chơi cái môn này á, là em phải đọc tài liệu. Em lên nước ngoài thì em bấm cái bệnh đó bằng tiếng Anh. Nó sẽ ra tài liệu, mình đọc tài liệu đó, người ta hướng dẫn chữa như thế nào. Thì bây giờ mình áp dụng ở chó của mình, chó mình nhiều mà, mình áp dụng thử, mình thử nghiệm thử. Thì khi nào mà thành công á là mình mới chia sẻ cho anh em. Khi mà mình thử nhiều, mình thấy an toàn rồi, hiệu quả tất cả mọi cái đâu, mình cô động lại mình chỉ cho anh em. Dạ đúng rồi. Hay quá. Như những cái chữa bệnh như là viêm da rồi ký sinh trùng máu rồi đó. Dạ. Thì những cái bệnh này khi mà bình thường anh chữa nó rất là phức tạp và rất là tốn kém. Còn khi mà em nghiên cứu đọc sách vở người ta chỉ là dùng cái loại thuốc này hiệu quả thì em về em chia sẻ cho anh em. Hay bây quá. Giờ những cái bệnh viêm da của chó anh em chị chừng tuần lễ là hết hả? Mà sao không lấy tiền, không lấy chi phí? Anh nghĩ phải lấy chi phí. Em không có lấy chi phí, em hướng dẫn anh em tên. Nhưng mà em nghĩ sao mà em không lấy chi phí? Anh nghĩ phải nên lấy chứ. Tại vì trước em chơi từ môn cá trước rồi là em làm vì cộng đồng. Bệnh này hướng dẫn anh em chữa, tự chữa ở nhà không tốn kém hết, làm vì cộng đồng. Khi mà anh em thích mình rồi anh em sẽ ủng hộ sản phẩm của mình. Chứ không phải là em làm để em bán cái sản phẩm đó để rồi em bán lên trên đó cho anh em mua. Thì em làm vì cộng đồng thôi. Dạ. Cứ trao đi trước sẽ nhận lại sau. Đúng rồi, mình cứ cho đi trước đi là từ từ mình sẽ nhận lại liền ha. Đây một cái tư duy rất là rất là hay trong kinh doanh ha các bạn ha. Dạ. Rất là đáng học hỏi, chứ còn cái gì mà cái gì cũng bào á thì nó dở lắm. Dạ. Nhưng mà cái gì cũng miễn phí nó cũng dở ẹt à. chứ không phải là cái gì cũng miễn phí là hay. Dạ. Nó phải có kinh phí, nhưng mà nó quan trọng là cái chất lượng nó như thế nào. Dạ. Rồi cuối cùng là coi như là tự mày mò tìm hiểu là mấy cái bệnh đó chữa được hết luôn. Dạ. Chứ đem ra thú y nó cắn ghê lắm. Cắn lắm. Chó anh thấy, anh ở nhà anh nuôi chó nhiều, mỗi lần ra thú y nhiều khi xây sẩm mặt mày luôn. Dạ. Ví dụ như cái bệnh nào nặng nhất ta? Ký sinh trùng máu với viêm da. Viêm da, ví dụ như viêm da đi, anh đem rồi nó chữa cũng phải 4-5 triệu. Mà 1 tháng 2 tháng rất là lâu. Còn khi 4-5 triệu là hết bệnh đó hả? Chưa chắc á. Chưa chắc mà phải mấy tháng á. Tổng cộng cái chi phí trong vòng mấy tháng đó là 4-5 triệu á hả? Dạ đúng rồi. Còn khi mà mình xài thuốc ở đây của mình là chừng tuần lễ là hết. Dạ. Còn cái bệnh gì tuổi tứ cung gì? Tích máu cổ tứ cung là những con quân ly rất là thường gặp luôn. Là vậy nè, bình thường con chó nó dài vậy nè, nó sinh sản rất là dễ. Anh em mình là thích dán sọt. Thì khi mà dán sọt lại á thì nó sẽ bị khuyết điểm là cái cổ tử cung của nó rất là nhỏ. Thì khi mà con chó nó xe lơ á là nó tích máu ở trong đó, nó không có chảy ra ngoài được. Thì khi mà tích máu nó là phổi 100% không bao giờ đậu. Cho nên chó bình ly bị vô sinh rất là nhiều. Thì mình phải xử lý cách đó thôi. Mình thì em có chia sẻ cái đó rồi, là mình phải hút cái máu trong đó ra, hút hết máu nó ra, xong mình bơm môi trường cho mình rửa sạch, mình hút ra lại cái nữa, rồi mình chích rụng trứng vô, cho trứng nó rụng xuống vừa cái thời điểm mà mình bơm tinh vô thì nó mới đậu. Chứ còn ngoài ra không có làm cách nào mà đậu được hết trơn. Xem giống bác sĩ thụ tinh. Giỏi quá, nghe phải nói là phức tạp vô cùng luôn các bạn. Máu nằm trong rút ra bơm vô nghe giống bác sĩ quá. Giỏi quá em. Mà coi như là tự mình chơi rồi tự mình mê rồi tự mình coi như là mình nghiên cứu, mình làm mày mò, mình thử nghiệm, mình làm phải có đam mê mới làm được. Phải có đam mê mới làm được, chứ không có đam mê là mấy khúc đó là bỏ luôn á, chứ luôn. Không nổi đâu. Đem ra thú y nó không cắn. Làm được ở Việt Nam mình không có thử đi cái đó được đâu. Đem ra thú y chặt cho một cái bể đầu. Dạ. Đá qua bò sát chút xíu. Dạ. Giống như cái việc mà chăm sóc bò sát Sulcata đó các bạn, thì mình cũng có chia sẻ trên rất là nhiều những cái bệnh thường gặp, tránh như thế nào, nuôi như thế nào đúng cách. Thì con Sulcata mà cái bệnh mà nó dễ gặp nhất là nó bị tắc urat đó, thì mình có hướng dẫn những cái cách chăm sóc nó lành mạnh, nó đúng cách, hạn chế bị urat. Thì một số anh em thì siêng thì làm theo thì ok, còn một số người mà do một phần là cũng hơi hời hợt, một phần là do công việc bận rộn không có chăm sóc kỹ, thì đến cuối cùng là nó bị urat. Các bạn khi biết bị urat mà nó tạo thành sỏi, nó nằm trong bụng rồi á, thì các bạn biết con rùa nó không có tác động gì nó được á, xung quanh nó là mai cứng ngắc hết rồi. Nó lòi có 4 cái chân với cái đầu cái đuôi nó ra. Thì nếu mà bị urat là phải mổ, mà mổ con rùa nó rất là phức tạp. Vì đầu tiên là các bạn phải cắt cái yếm của nó ra. Cắt ở dưới cái yếm mà nó rất là cứng, phải cần những cái máy cưa chuyên dụng, xong rồi thao tác rất là nặng. Thì các bạn biết là mổ một cái ca mà lấy urat của Sulcata đó, nếu mà giá rẻ rẻ nó tầm khoảng 8-9 triệu mà không có đảm bảo gọi là 100% nó sống được. Đúng rồi. Mà 8-9 triệu là rẻ đó, có nơi mười mấy triệu. Trong khi con rùa nếu mà tầm cái size khoảng 30cm mà bị tắc urat bự cái đó thì giờ người ta bán đâu tầm khoảng, nếu kẹt kẹt tiền bán cỡ dưới 10 triệu.
thì bỏ ra một số tiền mà gấp đôi để gấp cái cục rác đó ra, thì nhiều người chịu không nổi thì cuối cùng là có trường hợp là thôi bỏ luôn, đành duyên số luôn. Yeah. Đó, thì cho nên cái việc nuôi đúng cách, ngăn ngừa bị bệnh nó rất là quan trọng, chứ các bạn để mà bệnh tới rồi chi phí chữa bệnh nó rất là mắc luôn. Thì lúc đó các bạn nhiều khi các bạn không có khả năng để trả số tiền đó, hoặc là cho dù có khả năng đi nhưng mà cần phải làm việc khác quan trọng hơn, thì các bạn phải ra những cái quyết định rất là đau lòng thì rất là uổng tội nghiệp. Mà nếu như mà bên chó mà có em mà chỉ cho mọi người chỉ mà bên, cái đó có bên chó có cái đó, có cái đó luôn hả? Trời ơi em nói anh nhiều lắm. Ừ. Bên chó bên ly á là nó phải cần cơ bắp. Ừ. Rất là nhiều anh em cho ăn canxi. Ừ. Canxi nhiều là bị sỏi thận. Ừ, đúng là rồi. Y chang đó đúng không? Đúng rồi. Dính 100% em nói rất là nhiều người bị dính luôn. Ừ. Dính sỏi thận là phải đi mổ. Đúng rồi. À thì trong quá trình mình nuôi á mình bổ sung cho nó là giải độc gan, giải độc thận. Ừ. À, cho uống liên tục 10 ngày, một tháng cho uống 10 ngày liên tục. Ừ. Đó là nó không bị. Ừ. Mình phải biết làm cái đó, còn mình không làm nó là cỡ nào cũng bị. Để dành này, để dành lát cái chó đi các bạn, giấu lại đây chút xíu ha. Anh em nãy giờ bước vô farm của Hậu chơi, chia sẻ về cá về này rồi nọ. Rồi một lát chúng ta sẽ vô bên chuồng chó, sẽ nghe Hậu chia sẻ nhiều hơn về chó, cũng như những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm và những cái việc mà hỗ trợ đó giờ của Hậu đối với lại cộng đồng anh em nuôi chó ha. Ừ. Thank you mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người xem clip. Bye bye. Rồi chào anh em.